ngao sò ốc hến, bên đây xỉn quá rồi, cho em phi một bữa được không? Dạ, nãy giờ em có té chút chút thì mấy anh chị cũng thông cảm nha, em cũng cố gắng dữ lắm rồi đó. Thầy đê, thầy đê đâu rồi, thầy đê ơi, trời đất ơi, thầy ơi, thầy tối ngày thầy lo thầy nhậu không à? Lúc này có ai thưa kiện gì không? Thầy đê, lên đây, lên đây. Thầy đó, cái bộ râu mà tôi thấy tôi kết ra, lên đây, lên đây, lên đây. Trời đất ơi, thầy bởi vậy, thầy tối ngày thầy cứ lo ăn nhậu không à? Sao lên đây? Thầy đây. Dạ, em nghe. Lúc này có ai thưa kiện lẫn nhau không? Sao thấy giữa công đường mà im ru vậy trời? Dạ không, bởi vì cái này hối lộ nhiều quá. Cái vụ gì? Cái vụ gì mà hối lộ ông nào? Đừng nói hối lộ nha. Nói hối lộ là không có được nha. Sao? Lúc này dân tình nó làm ăn yên ổn, có ai thưa kiện lẫn nhau không? Dạ không có. Có vụ con hến thôi. Nhưng mà vụ con hến nó nhỏ quá, em không có thưa. Cái vụ của hến nó nhỏ quá cho nên không có bẩm báo lên quan phải không? Bởi vậy nhỏ quá phải không? Bởi vậy thầy cứ vậy không? Chuyện gì mà vô tai quan á thì nhỏ mình xé ra, xé cho nó to ra mới có cái mình xử phải không? Dạ tại em là hồi đó giờ em chưa biết xé. Hồi nào giờ chưa biết xé phải không? Chưa. Thầy dạy em xé thì em xé cho. Phải không à? Thầy bởi vậy không à? Quyền hành trong tai quan, phải không? Trắng mình xử thành đen, đen mình xử thành trắng, phải không? Thôi được rồi, thầy đứng đây coi tôi xử, nghe không? Trong cái vụ này nguyên đơn bị đơn cho đòi thị hến. Tì 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 ta đi tì 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 ta đi ta tì tì tèo 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 từ 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 đừng xỉu, mới vô đừng xỉu em. Hến đây phải không? Em là thị hến. Đâu để đây anh ngắm coi, anh ngắm coi. Hết phải không? Dạ. Em kính chào quan quyền. Hến mà anh tưởng cá mập không à? Hết em. Dạ em. Từ từ. Đừng xỉu nữa em. Đừng xỉu nữa. Bữa nay anh thấy hết. Hết xỉu, bà xỉu nhiều quá, quan đỡ đâu có nổi. Hết. Dạ. Nghe qua khỏi. Này thị hến, em có nhận lời khai, trong đơn này có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã đã gian chức nhận rằng không ngon, không ngon.
vuốt. Em khóc ra hết. Trời ơi. Dạ bà Quân. Sao em? Kể từ lúc nửa đường gai gánh. Nhìn cái tướng này gãi gánh là phải rồi. Em lo thương tiếc đến hôm nay. Sao nữa? Tân cô đơn. Tân cô đơn và tiền cắt xuân nhai. Nhai hả? Em bán gì vậy em? Em bán cháu hết. Trời đất ơi, hết hồn rồi chứ. Em bán cháu hết hả? Dạ. Có bán cái khác không? Dạ, lâu lâu bán sò lông. Trời đất ơi, sò lông nữa hả? Hết em. Rồi kể tiếp cho Quang nghe. Dìm bóng Quang, rồi bóng trùm lý pháp sư. Âu ác ấp vào nhà. Vào nhà nó có làm gì em không? Bảo rằng mất trộm tối đêm qua. Em chữ đồ gian chia lời cung đảo tặc. Ôi trời ơi, hết hồn. Sao nữa nói. Quyền quan ơi, thân gái giá chồng phòng không chiếc bóng xóm tối quanh yêu chẳng có ai bầu. Bầu gì, bầu gì? Bạn. Ờ đúng là bầu bạn có quan, có quan với thầy đề. Sao nói tiếp? Vậy mà con du quan em chứa trữ đầu gian. Con người ạ mà em đã quan. Có không? Em mong quan đây đối thương tình. Trời đất ơi, kể tiếp đi hết. Hình như hết bữa nay hình như thấy không ổn hết rồi. Hết đi. Dạ. Nói nghe nè. Hết. Dạ. Tối đêm nay Quang sẽ đi di hành khám điền thổ từ làng trên xuống xóm dưới. Sẵn đó Quang ghé qua nhà hết, Quang khám cho nó kỹ kỹ chút nha hết. Dạ. Trời đất ơi, hết ơi, bữa nay anh thấy hết đẹp quá hết ơi. Hết ơi, hết đẹp làm chi để cho Quang nguyện sáng đi mà tối không mà chịu về. Quang về, hết đừng có cho về, kéo Quang ở lại. Ngày mai Quang mới về, đêm nay Quang sẽ khám nhà, khám anh bồ lúa, khám anh chuồng gà, Quang cũng khám luôn. Quang hết. Quang khám gì? Quang khám dữ vậy Quang? Hồi sáng giờ Quang đi khám điện thổ, ghé qua nhà hết mà bữa nay hình như thấy hết nè. Hên có uống ly nào chứ hết. Vậy tối nay hên trà rượu bánh mứt. Hên nằm chờ Quang nghe. Nằm chờ Quang phải không? Dạ. Nhớ nằm nghiêng hết. Đặc biệt là tối nay hên nấu một nồi cháo hến luôn. Nấu nồi cháo hến phải không?
lựa con nào mà nó không có bị thúi á. Ở trời ơi. Được. Hến này hình như... Hến lọc kỹ dữ lắm. Nhớ nghe hến nghe. Dạ. Bây giờ hết. Dạ. Tối nay nhớ đừng khóa cửa trong nghe. Tối nay quan đến. Nhưng mà em sợ. Em sợ gì? Ở đây á, giữa ba quan thiên hạ, quan làm quan ở huyện này, có gì mà hết sợ? Em sợ. Sợ cái gì? Em sợ bà. Trời đất ơi, tự nhiên đang phê phê, em nhắc tới bà cái tự nhiên ốc nổi trơn trời. Quang, xuống quá. Vuốt cho nó xuống, vuốt cho nó xuống. Vuốt. Dạ. Gì vậy? Quang đừng có giận nghe. Ừ. Tối nay hên hứa là hên chờ cửa. Quang tới sớm nha. Nhớ nghe, đừng gà cửa trong nghe. Hên. Dạ. Bây giờ em tạo dáng em đi về cho Quang coi cơ. Dạ. Trời đất ơi. Về đi em. Trời đất ơi, nhìn cái tướng thấy ghét quá trời đất luôn à. Thầy đệ ơi, tối nay nhớ đi khám đường thổ với tôi nha thầy đệ. Nhớ nghe không? Để tôi về tôi thay đồ. Chờ tôi thầy đệ ơi. Hết. Vỗ tay quý vị ơi. Dạ xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn nam nghệ sĩ Hoài Dương cùng